Xin chào toàn thể quý anh chị và quý khách hàng đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim thành phố Hải Dương. Và buổi sáng sớm ngày đẹp trời, em lại lên sóng cho chị một mẫu xe hạng D, phải nói là rất là chất. Một chiếc Kia Optima hay là còn gọi là K5, sản xuất đời 2019 form mới. Đấy, vừa mới về ngày hôm nay có mặt tại cửa hàng bên em luôn. Thì chiếc K5 này bên em đang chào bán đến mức giá là 695 triệu. Đấy, sản xuất 2019 form mới bản 2.0 AT. Đấy là phiên bản tiêu chuẩn. Đấy, giá thành như thế này cũng rất là hợp lý rồi. Đấy, giá chỉ ngang với chiếc Kia Cerato 2.0 mới bây giờ thôi. Đấy, tội gì mà phải đi Cerato khi mà mình có thể sở hữu luôn một chiếc xe hạng D đời 2019 cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Đấy, em lại đăng ký biển 86 Bình Thuận, xe chạy 2 vạn chuẩn, lịch sử hãng bảo dưỡng đầy đủ, đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2023. Đấy, lốp vẫn còn nguyên theo xe cả gian. Thì đương nhiên rồi, tất cả xe bên em bán ra đều có văn bản cam kết bảo hành 100% về các vấn đề như đầm đụng, ngập nước hay là hồ sơ pháp lý là phải chuẩn 100%, không tranh chấp, không phạt nguội. Để cho chịu khách hàng thoải mái đem xe đi ra hãng gia thự mình kiểm tra chuẩn chỉ trước khi nhận xe và thanh toán tiền. Thì đã không dài dòng nữa, em xin được phép quay chi tiết luôn sơ bộ về chiếc Optima này và một số các tính năng, một số tiện nghi được trang bị trên em form mới 2019 nhé. Đấy, với động cơ 2.0 AT, con này mà nổ máy anh chị ngồi trong xe gần như là không nghe được tiếng máy đâu, chỉ nghe được tiếng điều hòa kêu ù ù thôi. Đấy, rất là êm. Được trang bị dày đặc các tính năng an toàn, như là có thể kể đến như hàng loạt hệ thống phanh. Đầu tiên là hệ thống chống bó cứng phanh này, 4 bánh, hệ thống phanh khẩn cấp, rồi là hệ thống phân phối lực phanh điện tử. Đấy, có chống trơn trượt, ổn định thân xe đầy đủ, có cảm biến trước sau. Đấy, hệ thống an toàn 7 túi khí cực kỳ an toàn, lại trang bị tiện nghi đến tận răng. Đấy, form dáng rất đẹp. Sử dụng mặt ca lăng form mới. Bên cạnh này là cụm đèn HID xenon có LED ban ngày chạy phía dưới đây. Đấy, có cả đèn góc lái ở phía bên trong. Đấy, form dáng rất trẻ trung, thể thao, mạnh mẽ. Đấy, là răng đa chấu màu ghi xám bóng bẩy. Đấy, lốp nguyên theo xe cả dàn anh chị nhá. Lốp. Đấy. Em này thì 2019 sơn zin theo xe còn phải 98-99% sơn zin theo xe. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan báo rẽ đây. Đấy, nội thất là nguyên bản theo xe từ đầu tới cuối. Đấy, tuy là bản thấp nhất thôi nhưng mà cũng được trang bị dày đặc các tính năng hỗ trợ người dùng và các tính năng được trang bị theo xe. Đấy, như mình có thể nhìn sơ qua là thấy được, con này có ghế lái chỉnh điện 12 hướng, có nhớ 2 vị trí đây. Đấy, có đầy đủ các nút như là cốp điện hay là chống trơn trượt. Đấy, rồi lấy chuyển số trên vô lăng. Đấy, xe chạy 2 vạn chuẩn, bao km zin cho khách hàng luôn. Khoang nội thất rộng rãi thoải mái, bởi vì là một mẫu xe hạng D, khoang ngồi rộng cũng là điều dễ hiểu. Khoang ghế phía sau có cửa gió điều hòa và đầy đủ hai cổng 12V và sạc USB. Đấy, thiết kế vô lăng khá là đẹp. Trên vô lăng đầy đủ các phím như là đàm thoại rảnh tay này, có điều khiển bằng giọng nói, nút tăng giảm âm lượng. Và bên này là nút điều khiển hành trình, cruise control. Đấy, sử dụng màn hình 5 inch. Đấy, chỉ nghe được có thể kết nối Bluetooth FM thôi. Đấy, để nổ thông minh cũng đầy đủ. Ở dưới này một chút là cụm điều hòa trung tâm, điều hòa tự động, hai vùng biệt lập có khử lọc khí ion và hai vùng khí hậu. Đấy, thiết kế cần số đẹp.
nút bật tắt cảm biến trước sau và 3 chế độ lái. Đấy, phiên bản này thì cũng được trang bị là kính chiếu hậu chống chói tự động anh chị nhá. Đấy, kính chiếu hậu chống chói tự động. Ra nội thất không có gì để chê cho em. Kia Optima này, khoang nội thất cách âm rất tốt, cái này không có gì để chê. Đấy, tất cả cái phần ốc ác, keo chỉ trên xe thì bên em đã bảo hành cam kết rồi. Đấy, cho khách hàng anh chị yên tâm. Đấy, thiết kế form dáng rất đẹp. Cụm đèn phanh là full led luôn. Đấy, khoang cốp rộng rãi thoải mái, hàng ghế thứ hai thì có thể gập được xuống nữa. Đấy, lốp sơ cua đẹp. Thật sự là không có gì để chê cho chiếc Kia Optima 2.0 này. Thì em lại sử dụng động cơ 2.0 cho nên là cái mức xăng tiêu hao nó rơi vào tầm 7-8 lít cho 100 cây đường hỗn hợp. Đấy, mình tiết kiệm hơn nữa thì có thể bật eco lên. Đấy, tùy mình thôi. Bây giờ em xin quay đến khoang động cơ của em Optima này luôn cho chị khách hàng có thể xem. Máy móc bên em cam kết là zin 100% nhá, không thủy kích, không ngập nước, không bổ máy bổ số, nguyên bản 100%. Đấy, anh chị không tin thì có để đến trực tiếp mình xem xe là ok nhất. Đấy, em cho khách hàng đem ra hãng gia thự mình kiểm tra trước khi nhận xe và thanh toán tiền cơ mà, mình cứ thoải mái thôi. Đấy, có thể thấy được 2019 nó đẹp như thế nào. Máy 2.0, số tự động dẫn động cầu trước. Và xin lại thông tin của em Kia Optima này. Xe sản xuất 2019 form mới bản 2.0 AT. Chạy 2 vạn, đăng ký biển 86 Bình Thuận và đang có giá chào bán là 695 triệu. Đấy, đăng kiểm của đến tháng 3 năm 2023. Và lốp vẫn còn nguyên theo xe cả gian. Nếu chị khách hàng quan tâm đến mẫu Optima này thì có thể liên hệ trực tiếp luôn đến bên em vào số điện thoại 0978 607 555. Hoặc mình có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Mình có thể xem xe kỹ hơn và thương lượng về giá tốt nhất. Anh chị quan tâm hay thắc mắc cái gì thì cứ để lại bình luận phía bên dưới, em sẽ giải đáp toàn bộ mọi thắc mắc cho quý anh chị.